tại Quảng Bình, địa phương này đang diễn ra nắng nóng gay gắt kéo dài. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất nông nghiệp của bà con. Tuy nhiên, tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, bà con diêm dân lại rất phấn khởi vì năm nay muối vừa được mùa lại được giá. Đi làm một ngày là được 5 tạ, nhưng mà trong đó là vì là chỉ sau. Gia đình đi một ngày là thu nhập được 1 triệu. Gia đình đi là cũng có thu nhập cũng khá thế đó. Vùng muối Quảng Phú có trên 200 hộ sản xuất với tổng diện tích gần 80 hecta, trung bình mỗi năm thu hoạch được gần 600.000 tấn muối. Mặc dù nghề muối chỉ sản xuất từ tháng 4 đến cuối tháng 8, tuy nhiên đây là nguồn thu nhập chính của bà con nơi đây. Nhà tôi hiện tại được làm muối đây là 800 mét vuông, hai vợ chồng làm, còn phụ theo nữa là giờ muối bữa nay là 19, giảm 19 á. Là một tấn được 1 triệu 9, là bình quân thu nhập cả gia đình một ngày là được trên dưới 2 triệu một ngày. Đây là một trong những năm rất là được mua với bà con diêm nghiệp. Thì trong tương lai tới thì xã tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cái khâu tiêu thụ sản phẩm để tạo cái yên tâm cho bà con sản xuất trong những mùa vụ tiếp theo. Thời điểm này, giá muối khá cao, thời tiết thuận lợi nên bà con diêm dân đang tích cực sản xuất. Chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với các ngành chuyên môn, hướng dẫn, hỗ trợ bà con ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm để phát triển nghề muối truyền thống vốn có từ bao đời nay.